Kính chào quý chị và các bạn, hôm nay bên em vừa về một mẫu xe đang rất hot này. Động cơ dung tích 1.5, tiết kiệm nhiên liệu và là một trong những chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Hyundai Creta bản 1.5 đặc biệt. Bản này thì được trang bị đèn bi LED này, rồi giải LED định vị ban ngày, la răng đúc phay CNC, điều hòa auto. Chiếc xe này có ngoại thất màu xanh, sản xuất 2022, mới sử dụng có 2,8 vạn km thôi. Hyundai Creta là một chiếc xe được kế nhiệm từ Hyundai Kona. Tuy nhiên thì xe này xét về chiều dài, chiều rộng thì có nhỉnh hơn một chút. Và là được một chiếc xe lại được nhập khẩu nguyên chiếc này. Phần đầu thì hao hao na ná giống ngôn ngữ thiết kế của Tucson. Mặt ca lăng có lưới tản nhiệt nối dài với đèn LED định vị ban ngày. Rất đẹp. Xe được trang bị xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Vè che mưa. Đây, lốp theo xe này. Ô, lốp xe còn rất là dày nhé. La răng phay CNC. Chiếc xe này hiện tại đang được bên em chào bán với mức giá là 635 triệu có thương lượng. Hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số 0941 337 888 hoặc 0978 607 555. Xem xe tại cơ sở 2, số nhà 01 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, hoặc cơ sở 1, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xe thì đã có thảm lót sàn 5D, toàn bộ phần keo chỉ này, máy số này. Bên em bảo hành cam kết bằng văn bản, nguyên zin nguyên bản nhé. Không tai nạn, không ngập nước. Xe đã có màn hình này, cỡ lớn này. Vô lăng tích hợp. Củ số khá là đẹp. Đây. Còn được trang bị thêm phanh tay điện tử auto hold. Gương chống chói. Trần nỉ này. Ghế da này, ghế da còn rất mới nhé. Xe đi được 28.000 km. Đó, 28.126 km. Hàng ghế thứ hai này cũng có cửa gió điều hòa sau, cổng sạc. Creta. Này. Chiếc xe này nó tiêu hao nhiên liệu vào khoảng tầm hơn 6 lít xăng thôi. Tầm hơn 6 lít xăng. Ở đây cũng có hệ thống cân bằng điện này. Chiếc xe này còn được trang bị hệ thống âm thanh, loa Bose nhé. Khoang máy còn quá mới luôn. $635 triệu cho chiếc Hyundai Creta bản 1.5 đặc biệt, được nhập khẩu nguyên chiếc.